Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Sáng hôm nay là cả nhà Xin đang chào cả nhà. đi vào cái chỗ để ăn sáng. Rồi bắt đầu mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình ngày hôm nay. Hôm nay là mới có 7 giờ sáng thôi nè mọi người thấy không? Là cả nhà đã dậy từ hồi 6 giờ để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hôm nay sẽ đi bốn đảo với lại đi cáp treo ở Phú Quốc. Thì rất là cái tour này là cái tour rất là nổi tiếng ở Phú Quốc. Mà nghe cái anh hướng dẫn viên nói là ai tới đây thì cũng nên đi một lần cho biết. Đi tắm biển, chụp hình, rồi chơi tất cả những trò chơi ngoài biển. Thì 7 giờ 40 anh sẽ rước mình. Thì bây giờ 7 giờ thì mình sẽ ăn sáng xong rồi cái bắt đầu đi thôi. Đây là cái chỗ ăn sáng của khách sạn. Rồi bà Ly đi vô đi con mở mạnh ra con mở mạnh ra. Đó. Đây đây là bên trong cái chỗ ăn sáng để Ngọc quay cho mọi người chút xíu, tại vì hôm qua anh bảo anh có quay cái sảnh thứ nhất ở ngoài kia rồi con. Hôm nay bên đây là cái chỗ ăn sáng thứ hai. Hôm qua thì có bún bò, để coi nay có gì. Em muốn cho cá hay coi lý à? Hay muốn cho cá hả? À đây là cái quầy bánh canh chả cá hả? Ừ, bánh canh chả cá thấy có lý. Đây là hai cái nồi nước lèo, giá đồ tất cả mọi thứ đầy đủ. Cái này để nhìn đẹp quá bảo hang. Chanh rồi tỏi ớt đồ này kia, nước mắm hành phi để đây nhìn đẹp. Đây là món rau xào, đây là cơm chiên, đây là mì xào, này là thịt bò, bò hầm tiêu hả? Dạ, bò hầm tiêu. Đây là cá hồi chiên, đậu hầm. Ở đây là có chả lụa, hành phi với lại nước mắm chua ngọt ở trong này. Còn đây là có bánh bột lọc nè. Cái gì con? Ok, rồi con có ăn donut với lại cái gì không? Donut với lại pancakes đâu không? À, cái này giống là... Đúng rồi, mày nhớ sô cô la rồi. Cái này là há cảo tôm hấp nè. Này giống như điểm sắm hay là gì? Khoai mì với lại khoai lang hay gì? Khoai mì thôi à. Xôi. Rồi bên đây là giống y chang nha, nước tương pate đồ này kia để mình ăn xôi mặn vậy đó. Đây là trứng muối nè. Đây là trứng bắc thảo nè. Rồi tất cả những loại nêm ở bên kia. Đây là quầy nước uống, nước táo, nước ổi, nước cam, nước bình thường, nước khóm đồ này kia, cái chỗ để mình uống nước. Ra ngoài này cho mát này. Đây con ở ngoài trong này luôn. Đây là những cái shot của mấy shot này là healthy nè. Cà rốt đồ này kia. Có. Bên đây thì có thêm cà phê sữa, cà phê đen, cà phê bình thường, có cái quầy nguyên một cái quầy pha cà phê luôn. Quầy bên đây là có thịt sông khói nè, con ăn thịt sông khói không? Ăn bay cành không? Chị bay cần nè, con này xúc xích nè, con bồng con cho con coi ha. Con muốn ăn nào? Con muốn ăn món này hay rồi mẹ lấy. Rồi xúc xích nè, con ăn để mày lấy cho, để mày lấy cho. Rồi, okay. Quầy này là tất cả những loại bánh mì và rồi bánh ngọt rồi này kia đó. Người nước ngoài người ta cũng ăn được, mà mình mà Việt Nam mình cũng có thể dùng mấy bánh ngọt để mình ăn tráng miệng. Đây những loại bánh mì nè. Đây có sữa đậu nành nè, có sữa tươi nè. Có những cái loại. Oh JD, you want cereal? Có cereal nữa nè. Đây là cái này giống rau câu quá ta. Rau câu với chè nè. Đây là chè nè. Waffle rồi với lại pancake. Bên đây là những loại phô mai với những loại đậu hạt đồ này kia, có nho khô rồi nữa. Nguyên một quầy đồ ăn lạnh, cá hồi xong khói rồi pate với lại nguyên một quầy rau bên kia nữa. À bên đây có thêm bánh ngọt bên này nữa nè. Bánh ngọt mà có sô-cô-la giống như brownie. Đó trời ơi mọi người ha. Rồi thôi bây giờ ta đi một vòng rồi thì bây giờ sẽ kiếm đồ ăn của mình thôi. Để coi ăn cái gì đây. Đây sẽ là phần ăn của chị đi. Có nửa cái waffle, nửa cái pancakes, có trứng, có thịt sông khói với lại có sô-cô-la với lại có bơ đó. Đây là phần ăn của nó đây cô chú. Rồi bây giờ là nguyên một bàn ngồi ăn đây.
À, từ Ba Ngọc cho tới Bình Sành Ba Ly chị Ngân. Đây đó, sô-cô-la đó, con chấm vô đi con. Đó, con thích ăn cái gì con chấm vô đi con. Cái đó là bơ á, bơ á, butter. Butter is for what? For waffle and yeah, đúng rồi. Ăn đi con. Cô thích ăn sô-cô-la chứ? Rồi, ăn đi. Bánh canh mà Ngọc chọn ngày hôm nay. Miếng chanh vô. Ủa nhà mình sáng nay ba cũng làm bánh canh. Ừ, bánh canh. Đâu đi, nhỏ gái nó mẹ ơi, chị Ngọc qua mà không biết là em tức quá. Mà bữa nay đi chị bò rồi. Qua đây nhìn nhìn xa xa nãy xuống xe. Ủa trời ơi, trời chị ở bên Mỹ, Ngọc Mỹ nè. Bên Mỹ á, chắc lên con bữa coi nó nè. Đi qua đi đảo mà đi đảo anh thôi là nó ở dưới mình rồi. Ờ, lấy tiền trả đi để con không lại đẳng. Bao nhiêu cô? Riêng, canh riêng. Riêng đây, đi ghép. Riêng đi. Xong đi ghép là nó vô nhanh lắm. Mình phải lặng ngắm thân hơn. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi. Cảm ơn chị. Nhỏ gái đó mẹ, chị Ngọc xuống mà mới con gặp được không? Mà ngày hôm qua, hai bà con coi chăng á. Nó chay, chay mới đẹp gái vậy luôn. Nó là đi qua đảo mà, nó là đi qua tới. Bắt lên là ra nước ăn tới là mừng rồi. Con nói nó đành bảo mà nó làm. Ngày nào cũng trông trơn mình, nó mà trẻ nó trời luôn anh. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Trời ơi trời mừng luôn á. Cái đó là trời mới chị nào gặp cái trời mừng á mừng. Cái đó chú cả là gặp cho chị tám cái này nè. Dạ. Món món mỗi ngày á. Đó chị có lỡ hết rồi bây giờ. Oh wow. Chèo thuyền đẹp dễ sợ không? Hôm nay là đi ra cái đảo này, mới đầu là tính đi tour chung nhưng mà cuối cùng thì thấy đi tour riêng nó sẽ thoải mái hơn. Cái giờ giấc của mình muốn đi giờ nào đi, muốn về giờ nào về, cho mấy đứa con nít lỡ mà nó chán hay là có cái gì là muốn vô liền cũng được. Còn mà đi tour chung thì phải ép buộc theo thời gian của người ta. Đó, nên là chuyển qua từ cái tour chung thành qua cái đi cái tour riêng các bạn. Cái tour riêng, cái tour chung thì một người là 1.350.000. Còn cái tour riêng á là tầm cỡ khoảng là 14 triệu cho cái tour riêng. 14 triệu là hết tổng cộng đoàn người luôn á. Chà chuyên nghiệp dữ, người ta đổi mâm này quá chuyên nghiệp luôn. Hôm qua là cũng đi câu mực ở bến tàu này. Tại vì Phú Quốc thì chỉ có một cái bến một thôi. Chắc cái chỗ này nè. Hả? Em vui. Vui không? Dạ, vui. Dạ, cảm ơn chị. Chị ra đây em mừng quá, mừng luôn. Ở đây thì mình xuống một cái là có mấy chị bán trái cây, rồi mấy chị bán nón, bán khẩu trang rồi này kia rồi. Đứng ở đây rất là nhiều luôn để bán cho khách đó. Trời ơi. Đây con chào cô đây, chơi chào cô đây. Thấy cô hay không? Thấy cô hay không? Quá hay luôn kìa. Rồi, cảm ơn chị nha. Nhớ mặt hai bà chị xuống Phú Quốc ủng hộ hai bà chị á. Rồi, hồi trái cây chị. Bye bye nha chị gái nha. Dạ, giữ gìn sức khỏe cô. Dạ. Không được rồi, không sao đâu. Dạ. Đây, đây là cano riêng. Đó, đi cano riêng về khỏe nè. Đi riêng là cano này tới đây. Dạ. 36 chỗ luôn. Đây có 6 người lớn, 3 nít. Mình ngồi ghế sau đó là ghế chuẩn nhất nha. Ok. Ở trên càng cao nó càng lắc hơn. Ngọc báo giá cho mọi người biết rồi vậy đó. Hồi nãy Ngọc báo giá đó là hả? Cái tour này là trong vòng 14 triệu là cỡ chừng khoảng 700 đô. Rồi mình ra ngoài mình chơi những cái hoạt động biển là mình tính tiền giá tiền khác. Cái này chỉ là cái giá để người ta chở mình đi thôi. Chừng nào muốn đi đi, chừng nào muốn về về. Phải mặc áo phao vô hết nha mấy đứa. Vô trong này. Cano chạy cực kỳ nhanh luôn mọi người. Wow. Yeah. Vui. Rồi đi lên đây để bắt đầu cả nhà sẽ thay đồ. Cái chỗ mà gia đình sẽ xuống mà để lặn là ngay chỗ này nè mọi người. Đó, ngay cái khu vực ngay chỗ này thì mình sẽ xuống dưới đây và mình đeo cái đồ. Khi như vậy mình sẽ đi xuống, người ta sẽ dẫn mình xuống.
cái vé chơi này là 1.500.000 một người. Thì 1.500.000 một người. Thì người ta đã chụp hình cho mình luôn, người ta quay GoPro cho mình luôn các bạn.
ly nữa ha, giờ chơi trò chơi biển nữa. Đây là điểm đến hòn thứ hai trong ngày hôm nay. Đây được gọi là hòn Dàm Rì, là một trong những hòn san hô thiên nhiên đẹp nhất của Phú Quốc. Đây là khi bơi san hô, chương trình san hô mình bơi là bơi tự nhiên, bơi mặc áo phao, bắt tất cả mọi người mặc áo phao hết bơi. Em bơi đây sẽ bố trí cho mọi người một cái kính này, kính là kính chuyên dụng để ngắm san hô. Kính này là kính phóng đại ra, con cá nó bé. Đây bây giờ mọi người ơi, bây giờ là tất cả là nhảy xuống cái biển rồi, cả gia đình luôn. Hôm nay đi chơi quá là vui luôn mọi người ơi. Đó, mình bây giờ đang đứng ở trên tàu để quay. Đó. Bây giờ thì tiếp tục mình tới một cái hòn tiếp theo để mình sẽ chơi những cái trò chơi trên biển, là giống như mấy cái parasailing, nhảy nhà, không phải nhảy dù mà là bay dù á. Bây giờ vô đây để mình mua vé rồi này chi. Đi chơi đi, phải nhìn dưới đất nha chơi. Oh, where's the drone? You got the drone? Where's the drone? Ba got it? We gotta go now, right? Ooh, look at that swing. Ok, ba chơi, ba chơi cầu tuột đi. Ủa lộn, ba chơi, đi đá đi, đừng có thải ba. Yeah. 1, 2, 3. Ready? 1, 2, 3, spin. Hey, let's go. Mẹ đi dưới con này hả? Đúng rồi, như vậy quá. Có, chơi, có kì chơi. Đơn giản không? See that? Bây giờ sẽ đi ra cái chỗ này để mình bay dù các bạn. Đó, mình sẵn sàng, ai sẵn sàng là người ta sẽ chở ra đây. Trời ơi, ba người kia ra luôn rồi hả? Ra chung, ra chung. Ra đây mới thấy nó tấm tươi. Tươi luôn á. Bỏ tấm tươi như bông bự vậy đó. Rồi, xuống luôn. Yeah. Đó, chuẩn bị cô chú bài. Có cô bài kìa. Nè, đeo vô em đi, em trả đi. Em với cô xong rồi. Xin chưa có mà. Bên kia nè. Vô. Thank you.
Rồi các bạn ơi, sau tất cả các hoạt động rồi mới vừa ăn cơm xong, bây giờ chạy tới cái chỗ này là cái cáp treo. Đây là cái cáp treo đường biển mà băng qua biển mà dài nhất thế giới luôn các bạn. Thì đứng trên đây nè, các bạn thấy không? Quá trời đẹp luôn. Rồi đó. Wow, trời ơi, cô nhìn ở dưới chị Ngân kìa. Đẹp tuyệt vời luôn. Đi cáp treo lần nào cũng thấy đáng đồng tiền á ha. Quá trời đã luôn, ở ngoài Hà, bà Nà Hiêu cũng vậy. Cái cáp treo cái mình có cái cảnh đẹp khác nha. Yeah. Wow. Mẹ, coi đẹp mẹ. Không thích chuyến đi mà. Ở đây là ổng gì mà nó thấp dưới mặt biển lên. Rồi con trai ngồi kìa. Mát không trai? Mát không? Mát không con? Mát không? À, cát 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 rồi, chút nữa ấy. Quá trời đẹp luôn. Dạ dạ là ở cái món đó. Cáp treo bà Nà Hiêu thì mình thấy núi. Cáp treo này thì mình thấy chỉ còn là con biển. Thì cái cáp treo này mình đi khoảng 30 phút là vô lại tới ở trong cái bản rồi. Cái đảo lớn. Cái đảo lớn hả? Thì từ đảo lớn mình tới mới đi về lại khách sạn. Dạ. 30 phút chỉ ngồi thấy những cái cảnh này thôi thì rất là tuyệt vời. À, những cái đảo này là đảo nhỏ nhưng còn cái đảo này nữa là đảo lớn. À, sau khi đi cáp treo xong thì cả gia đình về nhà nhảy xuống sông, nhảy xuống hồ tắm. Bây giờ ai cũng lên hết, còn mình mẹ Ngọc này nè, mẹ Ngọc thích tắm tắm hồ bơi luôn các bạn nha. Mẹ Ngọc thì có cái tại có biết á, kêu xuống tắm á thì cũng ít xuống lắm, nhưng mà xuống thì ai lên hết không chịu lên. Xuống là thôi chứ xuống là không chịu lên. Rồi ok. Thì bây giờ sẽ nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ rồi tối nay coi kiếm chỗ nào đi hoặc là chỗ nào ăn uống nữa thôi. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, hy vọng là mọi người thích cái video clip đi chơi rất là nhiều trò chơi cũng như là tham quan những cái hòn đảo của Phú Quốc nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Chào tạm biệt mọi người.